đứa nào đây? Bạn con ạ. Bạn kiểu gì? Bạn kiểu con mới quen ạ. Sao bố cha hỏi bạn bè con làm gì? Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. Anh chỉ biết sống sao cho sung sướng cái thân anh thôi. Đúng bản năng của anh. Anh có biết nó là loại người gì không hả? Con sẽ không gặp nữa. Như vậy là được đúng không ạ? Nếu không còn chuyện gì, con xin phép. Chị về phe bố rồi đấy à? Quá chán. Nó lại có chuyện gì à bố? Bố chán lắm rồi. Bây giờ nó lại có mối quan hệ phức tạp hơn. Việc này lẽ ra bố phải nhờ người ngoài, nhưng bố muốn con có trách nhiệm hơn với em. Hiểu ý bố chứ? Con hiểu rồi ạ. Bố ơi, con thấy thái độ của thằng Đức với mẹ rất lạ. Liệu giữa mẹ với nó có khúc mắc gì không hả bố? Thì bà ấy bỏ đi biển biệt 6 năm trời như thế, làm gì mà nó không có khúc mắc? Con nghĩ đây chắc chắn không phải là lý do duy nhất. Bố có biết thêm lý do nào không? Tại sao chị không đi hỏi mẹ chị nhỉ? Thì mẹ đang bệnh tật như thế, cho nên là con... Thế thì tôi cũng không biết gì đâu. Bố nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép. Về công việc của anh thì em không dám nói, nhưng em chỉ muốn biết là khi anh đưa vụ án này ra xét xử như vậy, anh có nghĩ đến hậu quả không? Có chứ. Nhưng anh không sợ cho bản thân anh, mà anh lo cho mẹ. Vì thế anh đã sắp xếp cho bà đi du lịch. Nói thật với em, không có mẹ anh ở nhà, anh cảm thấy bớt áp lực hơn một chút. Em hiểu. Ngày xưa lúc mình chia tay ấy, em cảm thấy mình không có một chút áp lực nào về tinh thần cả. Thế mà từ ngày gặp lại anh, bao nhiêu là áp lực. Hết chuyện em bị Trang hiểu nhầm này, xong bây giờ lại đến việc anh bị khủng bố nữa. Thôi nào, nhà báo phải động viên thẩm phán hoàn thành tốt nhiệm vụ chứ. Sao lại làm nản lòng chiến sĩ như vậy? Em không cần động viên thì anh vẫn hoàn thành mà. Báo cáo anh, mọi việc giải quyết xong xuôi hết rồi ạ. Không có vấn đề gì đâu, chắc không có khá kháo đâu ạ. Em hiểu, em chào anh ạ. Anh, thằng Cường quyết định đưa vụ đánh bạc ra xét xử rồi. Bây giờ tính thế nào anh? Sao phải tính? Cậu ta đang làm đúng mà. Em thì em thấy nó đang chơi ngông, không biết mình là ai. Cậu đang ghen tức với lòng dũng cảm của người khác đấy. Mà anh nghe anh Hưng nói là ông Lộc, bố của Trang, quyết định sẽ thuê luật sư Thành để bào chữa cho cậu con trai à? Ban đầu thì anh có nhờ anh Hưng. Luật sư Thành thì có tên tuổi và dày dặn kinh nghiệm hơn. Trong vụ án dâm ô, ông Thành đã kiến nghị tòa trả lại hồ sơ điều tra bổ sung ngay sau khi tòa thụ lý vụ án. Em nghĩ ông ta với ông Nghĩa, sếp của anh, chắc chắn phải có một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Thì cũng giống như anh với anh Hưng thôi. Không, anh với anh Hưng khác. Em cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều tra,
nên cũng có khả năng đánh giá các mối quan hệ mà. Tình hình chủ tịch dạo này thế nào rồi? Bà có sao không anh? Câu hỏi sao là sao? Nếu mà về sức khỏe thì bố tôi đã bình phục. Còn nếu về việc đã che giấu cho tôi thì ông không phải chịu trách nhiệm hình sự. Tôi xin lỗi. Tại sao phải xin lỗi? Bởi vì tôi đã làm ảnh hưởng đến anh và chủ tịch quá nhiều. Cậu không cần thiết phải nói câu đấy. Bởi vì người xin lỗi phải là tôi. Làm gì mà chậm nghe máy thế hả? Theo sát nó 24/24 cho tôi. Nếu để sơ suất như lần trước, đừng có vác mặt về đây nhìn tôi nhé. Để đỡ mất thời gian của mọi người, tôi xin phép. Chết thật. Sắp ra tòa, đi tù đến nơi rồi. Vậy mà hàng ngày vẫn bình thản chơi gót được. Quả là siêu đẳng hiếm gặp đấy. Chúng tôi là đối tác của công ty Lộc Thịnh, có tham gia đầu tư vào dự án khu nghỉ dưỡng biển xanh. Thế thì sao? Có vấn đề gì? Ông Lộc cử các ông đến đây phải? Chúng tôi đến đây để gặp ông, không liên quan gì đến ông Lộc. Tôi già rồi, hết thời rồi, còn gì nữa đâu để các ông lợi dụng. Sao gọi là lợi dụng? Chúng ta có qua có lại, chúng tôi tốt, ông sẽ tốt. Ok. Nói ngắn gọn thế này này, chúng tôi có mối quan hệ mật thiết với một số người có chức trách cơ quan tòa án, sẽ có lợi cho ông đấy. Nghe đơn giản nhỉ. Thôi được rồi, các cậu muốn gì ở tôi? Đơn giản thôi. Chúng tôi cần từ ông một chút thông tin để có thể khống chế được lão Lộc. Anh đùa tôi đấy à? Không hề. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn vào mắt anh tôi và các em của tôi. Tôi đang rất nghiêm túc. Nào, bây giờ hãy cho tôi biết, sau khi ông mất chức, không còn hậu thuẫn được nữa, thì dự án khu nghỉ dưỡng biển xanh đang gặp trục trặc ở đâu? Ông bạn già ơi, ông không phải giữ ý cho lão ta đâu. Sau khi không lợi dụng được ông, lão ta đã quay lưng bỏ mặc ông. Chúng tôi có đủ bằng chứng việc ấy đấy. Nào, nói đi. Mời vào. Chào thẩm phán ạ. Tôi có thể nói chuyện với thẩm phán một chút được không ạ? Anh là Trấn phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Mời anh vào. Cứ để cửa đấy. Ấy, tôi nói chuyện nhanh thôi mà. Cậu Cường này, tôi đến gặp cậu vì chuyện chị Quế hôm vừa rồi mang quà đến nhà cậu. Mong cậu hiểu cho. Thực ra thì đó chỉ là tấm lòng của tôi. Chứ... Anh Trấn này, cô Quế là bạn mẹ tôi. Chuyện cô ấy mang quà đến thắp hương cho bố tôi là bình thường. Nhưng mẹ tôi mang trả lại món quà đó vì giá trị của nó lớn quá. Phải nói thật, nếu như tôi biết trước đấy là món quà hối lộ trái hình của anh thì tôi đã mời công an đến để lập biên bản ngay lúc đó. Còn bây giờ nếu cần thiết,
Tôi có thể mời cô Quế và mẹ tôi đến để làm rõ mọi chuyện. Ê, không cần thiết. Mong cậu tha lỗi cho tôi. Thực ra thì tôi cũng hơi hồ đồ, kiểu như là có bệnh thì vái tứ phương. Thôi, mong cậu thông cảm cho tôi. Xin phép thẩm phán, tôi không làm phiền. Chào anh ạ. Xin chào. Sao rồi? Không được. Tôi cũng đoán là không được. Ông đoán được? Ông còn bắt tôi đến đây làm cái gì? Anh em mình chưa đủ gây sự chú ý hay sao? Tôi muốn ông đến đây là để cho người ta xem. Này, ông nói thế là ý là gì? Bích, Bích ơi, em đang định lên phòng Cường đây. Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của anh? Tôi không đùa đâu. Nghiêm túc vậy này, lúc nãy tôi nhìn thấy ông Trấn là một trong bốn bị can trong vụ đánh bạc mà Cường đang nhận hồ sơ đi ra từ phòng cậu ấy. Tôi nói thế, em hiểu rồi chứ? Sau khi xử vụ án Long Đại Ca một thời gian thì đột nhiên bố anh Cường bị tai nạn. Em rất muốn tìm hiểu thêm về việc này. Nhưng ngay từ đầu thì cơ quan điều tra họ đã kết luận đây là một vụ tai nạn tình cờ. Theo quan điểm của chị thì thế nào? Em được biết lúc đó chị là cộng sự thân tín của chúng mình. Chị có nghĩ là chú ấy bị hãm hại không? Cơ quan điều tra họ đã kết luận như vậy thì trừ khi có tình tiết mới. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị đã gợi ý. Alo, Ngọc à? Ừ, chị muốn nói thêm với em về vấn đề của Cường. Chuyện Cường bị khủng bố xảy ra trong thời điểm chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc, nên chị không dám chắc là có liên quan đến chuyện của bố Cường năm xưa hay không. Nhưng nếu em phát hiện ra tình tiết mới liên quan đến chuyện của bố cậu ấy thì cứ báo cho chị biết nhé. Có thể chị sẽ giúp em nắm rõ hơn đấy. Anh ấy nói vừa thấy bị can Trấn trong phòng của anh đi ra, gương mặt và giọng điệu anh ấy rất khó chịu. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Mình xấu thì không cần người bôi đen, còn mình trong sạch thì sẽ không ai làm được gì mình cả. Làm việc nhé. Anh nghe đây Đức. À, anh xin lỗi, đang có chút việc bận. Anh Cường đang chuẩn bị xét xử một vụ án quan trọng. Chắc chắn bây giờ đang rất bận nên không thể tiếp cậu được đâu. Tại sao tôi thấy ông anh có vẻ thù dai cái vụ mà tôi phi xe vào ấy nhỉ? Tôi để xe ngoài này mà, không phi vào đâu. Với cả tôi chưa nhờ ông lấy gọi anh Cường giùm tôi. Tôi chỉ đứng đây để hóng mắt cái Phượng thôi. Hai ông không việc gì làm à? Hả? Tao hỏi chúng mày đấy.
Nghe tao khuyên đây, làm cái nghề mà đi theo đuôi người khác nhục lắm. Tự mà xin nghỉ việc đi. Ok. Trực tiếp với bên công an, họ sẽ cử lực lượng đến tham gia bảo vệ phiên tòa. Có cần thiết phải tự gây áp lực cho mình như vậy không? Theo anh nghĩ, mình cứ coi nó bình thường như những phiên tòa khác. Không, anh có trách thì em vẫn tin việc em làm là đúng. Và em có lý do để đưa ra quyết định như vậy. Em không thể coi nó như những phiên tòa bình thường khác được. Thôi được rồi, cứ theo ý em. Anh để xe giữa cổng này. Tôi chỉ vào mấy phút thôi. Anh gặp ai? Tôi gặp cô Bích. Lịch sự quá. Anh đến đây làm gì? Nếu là vấn đề công việc. Tôi không đến đây như mọi khi đâu. Và cũng chỉ nói với cô vài điều ngắn gọn thôi. Thằng khốn đấy, ngoài việc là bị can chuẩn bị ra tòa thì tương lai nó còn là em rể của thằng Cường. Trước thì cô có cảm tình với thằng anh, bây giờ lại đánh mắt đưa tình với thằng em. Cô không sợ thiên hạ dị nghị à? Cô không sợ dư luận ở tòa à? Anh hiểu sai rồi. Tôi chưa hết. Cái thái độ của nó định hành hôn tôi, không bao giờ tôi bỏ qua đâu. Thế anh định làm gì? Anh là người làm luật, anh cũng thừa hiểu hành vi của anh ấy không thể khép vào tội gì được. Em quên anh là ai à? Mà hình như em chưa hiểu anh lắm thì phải. Anh có đủ khả năng để khiến nó sống không bằng chết. Em quên, nó vẫn đang là bị can à? Còn em nên học dần cách ngoan ngoãn và biết điều đi. Sáng mai con có cuộc họp quan trọng nên không đưa mẹ ra sân bay được. Mẹ chịu khó đi taxi mẹ nhé. Mẹ vào trong đấy gặp các dì các cô thì cho con gửi lời hỏi thăm ạ. Mà mẹ định đi mấy ngày à? Thôi anh đừng hỏi nữa. Một năm vài ba vụ như thế này thì làm sao mà tôi sống nổi. Mà này, có khi tôi phải bán cái nhà này đi chỗ khác ở. Chỉ nhìn bà con hàng xóm, tôi nhục lắm. Em có việc phải vào Sài Gòn, nên phiên tòa sắp tới không tham dự viết bài đưa tin được. Anh chú ý bảo trọng nhé. Lại đứa nào nó nhắn tin chửi cho chứ gì? Anh thấy sướng chưa? Chị Dung ạ, chị đang hiểu sai ý tôi. Xin lỗi anh Toàn, cho phép tôi nói thẳng. Gia đình cậu Cường vừa bị khủng bố như vậy, ta nên rút lại vụ án giao cho người khác. Vừa đảm bảo an toàn cho cậu Cường, vừa tránh những dư luận bất lợi. Dư luận bất lợi? Anh có thể nói rõ hơn được không? Hiện nay có nhiều ý kiến cho rằng lãnh đạo tòa án chúng ta duy ý chí, còn với thẩm phán Cường thì là hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân. Đó không phải là dư luận. Đấy là những thông tin mà tôi cập nhật ở trên mạng. Không phải dư luận thì là cái gì ạ? Chỉ là nhận xét chủ quan của một ai đó, hoặc là của một nhóm người quá khích, không mang tính dư luận xã hội sâu rộng như đối với vụ dâm ô. Thôi, không bàn sâu về chuyện này nữa.
Anh Nghĩa ạ, chúng ta đã giao vụ đánh bạc này cho Cường thì hãy đặt niềm tin vào cậu ấy. Còn đúng hay sai, chúng ta sẽ phụ thuộc vào phiên tòa sắp tới. Xin lỗi. Tôi đang họp, nói nhanh lên. Tôi gọi điện để báo ông một tin. Con nhà báo đã về Hà Nội rồi. Biết rồi, có gì nói sau nhé. Giới thiệu với bố, đây là Ngọc, bạn con. Chào bác ạ. Chào cháu. Dạ. Cháu cùng lớp với Cường à? Bác ạ. Bố ơi, nếu đầy đủ hơn thì vừa là bạn cùng lớp với con, vừa là bạn gái con, và vừa là nữ nhà báo tương lai của bố ạ. Cháu học luật mà thích theo nghề báo à? Dạ, cháu... Nghề nào cũng có thú vị riêng của nó. Vấn đề là có phù hợp với sở thích, sở trường của mình hay không? Nếu đã xác định được thì phải tập trung rèn luyện kỹ năng của mình theo hướng đó cháu ạ. Chuyện Cường bị khủng bố xảy ra trong thời điểm chuẩn bị xét xử vụ án đánh bạc, nên chị không dám chắc là có liên quan đến chuyện của bố Cường năm xưa hay không. Nhưng nếu em phát hiện ra tình tiết mới liên quan đến chuyện của bố cậu ấy thì cứ báo cho chị biết nhé. Có thể chị sẽ giúp em nắm rõ hơn đấy. Sao? Có chuyện gì mà xin nghỉ phép đột ngột vậy em? Gia đình em có việc ạ. Em phải bay vào Sài Gòn gấp anh. Nhưng em đang theo đuổi vụ đánh bạc ở Tân Phú. Em đi về người ta xử xong thì sao? Anh có thể phân công bạn khác giúp em được không ạ? Anh linh động giúp em với. Anh nhá. Thôi được rồi, đợi lãnh đạo họp xong anh sẽ báo cáo luôn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em xin phép. Alo. Chào đồng chí phó chánh án. Lại có ý kiến chỉ đạo gì anh em nữa đây? Cháu xin phép ạ. Em chào chị. Con mời bố. Cảm ơn con. Bố ơi, con có chuyện này muốn hỏi bố ạ. Cái hôm mà ông Long đại ca đến tìm bố ấy, ông ấy có đi với ai không ạ? Thì tất nhiên có đệ tử tay chân. Bố có nhớ ai trong số họ không? Chưa hỏi làm gì? Thì con muốn biết để đề phòng thôi ạ. Với chị, cách đề phòng tốt nhất là tránh xa cái thằng Cường ra. Chị hiểu chưa? Bố không phải nhắc nhiều đâu ạ. Bố chả bảo muốn anh ấy an toàn thì phải chia tay, nên con đã chủ động chia tay anh ấy rồi. Tốt. Còn gì nữa không? Không ạ, con xin phép. Nói đi. Oanh đúng là nhân viên marketing của công ty Blue Sky. Hiện tại cô ta đang quản lý nhóm cộng tác viên BG. Nghe nói cũng xuất thân từ gái gọi cao cấp. Nhưng kể từ khi chuyển về công ty Blue Sky thì không đi khách nữa, mà lo điều hành nhóm cộng tác viên BG. Gần đây cô ta làm DJ tại một số quán bar. Được rồi. Chị của Đức, tôi có chuyện cần nói với cô. Chúng ta ra ngoài nhé. Nhưng mà chuyện có quan trọng không hả chị? Quan trọng. Tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Đức nhà tôi, nó đang là bị can được tại ngoại. Chính vì thế, tôi không muốn người phức tạp như cô có qua lại với nó. Xin lỗi, chị biết gì về tôi mà nhận xét như thế? Tôi và anh Đức quen nhau hoàn toàn là tình cờ.
Tôi chỉ nói vậy thôi. Còn cô là ai, như nào, ở Tân Phú này không ai lạ gì cả. Lên đến sân bay nhớ gọi cho con nhé. Nào để con. Ảnh lo cái thân ảnh ấy. Chào các cô. Các cô đi tập thể dục đấy ạ? Tôi đi con. Sài Gòn mấy hôm. Các cô ở nhà vui vẻ nhá. Anh thấy nhục mặt chưa? Chào mà người ta không thèm trả lời đấy. Ở đời ấy, biết nhiều không bằng biết điều. Có giỏi giang mà không biết điều ấy thì chỉ thiệt thân thôi. Như tôi đã nói với anh tối hôm qua, hôm nay tôi lại nhắc lại. Cứ như cái tình hình này mà xảy ra là tôi bán nhà tôi đi chỗ khác, chứ tôi không chịu được nhục được nữa đâu. Xấu hổ lắm. Anh đi cẩn thận nhé. Cường, ổn không? Ổn gì anh? Đêm qua tôi thấy có cái clip cậu bị người ta ăn vạ đưa lên mạng. Tôi lại thấy lo. Cảm ơn anh. Làm nghề này ai chẳng phải trải qua đôi ba lần. Là đồng nghiệp, tôi khuyên thật, cậu nên buông vụ này đi. Đừng lấy trứng chọi với đá. Cậu không địch lại được đâu. Mà cậu nhớ là sắp được chuyển từ sơ cấp lên trung cấp rồi đấy. Viện kiểm sát mới chuyển lại hồ sơ vụ án dâm ô, khẳng định đủ cơ sở để tiếp tục truy tố ông Thơ về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Vâng, tôi thấy cũng phù hợp với dư luận. Dư luận là một chuyện, còn việc chúng ta xét xử lại là một chuyện khác. Để tránh dư luận bất lợi cho cá nhân cậu cũng như cơ quan tòa án, tôi quyết định chuyển vụ này cho cô Dung giải quyết tiếp. Có phải anh nghi ngờ tôi tiêu cực không? Đây là cậu nói đấy nhé. Còn tôi luôn đặt niềm tin vào cán bộ của mình, nhất là những cán bộ lãnh đạo như cô Dung, như cậu. Vì thế cậu hãy ủng hộ quyết định của tôi. Vâng, tôi hiểu. Tôi tới rồi đấy. Cậu đâu rồi? Em đây rồi anh ơi. Em cứ tưởng là anh còn giận em vụ hôm trước không? Hay nhớ, tôi luôn muốn những điều tốt nhất cho cậu. Đâu, cậu bảo có người quan trọng muốn gặp tôi. Người ấy là ai? Mẹ em. Bà đã trở về. Em hẹn hò chàng nào mà vội thế? Có hẹn chàng nào đâu. Đợi chị giới thiệu mã chàng ngân hàng mà có thấy đâu. Này, mày đứng lại. Cái gì? Lần trước chị sắp xếp hẹn hò đầy đủ rồi nhá. Đến giờ gờ rồi mày báo bận, làm chị mày dơ cái mặt ra. Em liền. Dạ. Em lại định rủ em bích của anh vào cái hội dâu ngân hàng của em đây à? Ui giời, tại anh hết ý. Tại anh không động tĩnh gì nên em phải giúp em nó đây này. Ai bảo em thế? Em hỏi Bích xem, anh động suốt ngày, thế mà Bích vẫn cứ tĩnh như thường, chả hồi âm gì cả. Để em để cho hai người nói chuyện nhá. Anh Quang, tôi không thích anh đùa giỡn kiểu đó đâu. Anh đùa tí mà. Bây giờ là chuyện thật đây này. Em đã biết tin gì chưa? Cậu Cường ý, mới tậu cái ô tô cũ đấy. Mà nhá, Cường nhờ anh nói với em là nếu em đồng ý thì ngày nào Cường cũng qua đón em đi làm. Đi ô tô đi, cho đỡ bụi này, an toàn. Đấy, ít sướng thế còn gì nữa.
Anh đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Cũ rích rồi. Bích, thế mà ông giận được nhỉ? Alo, em nghe đây. Anh cứ cho địa chỉ và thời gian đi, em sẽ tới. Em biết là Trang sẽ không nói với anh đâu. Mẹ em biết tin em gây tai nạn nên trở về xem thế nào. Nhưng em và Trang vui chưa được bao lâu thì lại buồn anh ạ. Sao thế? Mẹ bị ung thư. Nhưng mà mẹ em nhất định là không chịu theo phương pháp chữa trị của Tây Y, và chỉ uống thuốc lam và ngồi thiền thôi anh ạ. Nếu như anh khuyên được mẹ em câu nào thì khuyên giúp em nhé. Đây ạ. Đây là anh Cường này. Cái người mà con hay nói với mẹ. Cháu chào cô ạ. Chào cháu. Cô nghe Đức nói nhiều về cháu, cũng muốn gặp một lần cho biết. Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi. Cháu không biết cô đã trở về. Đáng lẽ ra cháu phải đến nhà chào cô. Lạc Lê. Mẹ. Ý của anh ấy là hôm nay anh ấy đến đây là để đưa mẹ về đấy ạ. Anh ấy không chịu con đưa mẹ về bằng xe máy, nói là con đi nhanh. Thế à? Cảm ơn cháu. Dạ, không có gì đâu cô ạ. Anh ra lấy xe đi ạ. Mẹ em ra bây giờ. Dạ, cháu xin phép ra trước ạ. Mẹ ơi, cái ông Cường này này là cái ông mà được nhất trong số tất cả những người bạn trai của Trang mà con đã từng biết. Nhưng mà bây giờ bà Trang bà đang dở chứng mà khen tuông vớ vẩn ấy mà. Yeah. Vâng, mẹ xem có kế gì hàn gắn cho hai người họ. Ừ, để mẹ thử xem. Vâng, mình đi nhá. Cháu mời cô ạ. Ghê, mở cửa cho em luôn. Vào nhà chơi đã cháu. Vào nhà em chơi. Anh đến đây làm gì? Mày bế ra cháu này đúng không? Hả? Cháu gì? Trang, bình tĩnh đã con. Đức nó đưa mẹ đi chùa, tình cờ gặp anh Cường ở đó, tiện đường chờ mẹ về đây thôi mà. Đấy. Có gì vào nhà hắn nói. Cháu vào nhà đi. Không được. Anh không được vào. Ơ kìa. Tại sao? Ông Cường là bạn em mà. Tớ chơi với em với mẹ liên quan gì đến chị? Thôi Đức, cố gắng chăm sóc mẹ nhé. Còn chuyện của anh thì... Thôi cô, cháu xin phép đi ạ. Cô giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn cháu. Thế cháu về nhá. Dạ. Anh Cường ơi, về thật đấy à? Cường, đi đường cẩn thận nhá cháu. Trang, sao con lại cư xử như vậy? Đấy mẹ thấy không? Con có lý do riêng. Khi nào tiện con sẽ nói cho mẹ nghe. Bây giờ mẹ đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Con có chuyện muốn nói với thằng Đức ạ. Nếu như mà chị định giận em ý, thì trong chuyện này... Để chị nói. Mày cũng biết việc chị và anh Cường chia tay nhau rồi. Ừ. Tại sao của mày ta trò này? Để mẹ nhìn thấy mẹ lại thêm buồn ra. Hả? Đấy thấy không? Tao đang định nói mà, tự nhiên ngắt lời. Thứ nhất, em với ông Cường là bạn trước khi mà chị với ông ấy là người yêu. Thế việc mà ông ấy đến chơi với em có gì sai? Sao chị vô duyên thế? Đứng lại đấy!
Còn gì nữa? Anh nghe đây này. Mẹ là người nhạy cảm nên rất dễ tổn thương. Chuyện của bố mẹ đã như thế rồi, đừng để mẹ thấy chị em bất hòa, mẹ suy nghĩ rồi lại bỏ đi thì sao? Chị sợ mẹ lại bỏ đi lần nữa. Có những chuyện mà chị chưa hiểu hết được đâu. Nói để ông yên tâm, từ khi cô Trang chia tay thằng Cường thì chuyện ân oán giữa anh Long và nó cũng tạm ổn. Vậy nên không có lý do gì để anh ấy gây thêm khó khăn cho ông nữa. Sau tất cả những việc các anh làm, anh nghĩ là tôi tin những điều anh nói. Điều đó không quan trọng. Hôm nay tôi đến đề nghị ông để tôi tham gia giải cứu dự án khu nghỉ dưỡng biển xanh. Ông nghe điện thoại đi. Tôi bây giờ thì không có gì ngoài thời gian. Alo, cậu nói đi. Khốn nạn! Ông Bạch bảo tôi đến nói trước với ông. Còn cụ thể thế nào, ông ấy sẽ gặp ông sau. Xin phép ông. Khỏi tiễn. À quên, còn chuyện này nữa. Alo, đã bận à? Sao mà lâu bắt mày thế? Anh đừng gọi cho tôi, cũng đừng làm phiền tôi nữa. Tại sao? Là bạn bè với nhau mà thế à? Thích thì chơi, không thích thì nghỉ chơi à? Nếu mà không nói rõ lý do, tôi sẽ đến tìm cô ngay bây giờ. Vậy giờ anh nghe cho kỹ đây. Anh nên biết anh là ai và tôi là ai. Để tôi yên. Này, alo. Sao thế? Bị nàng phụ à? Là chị có phải không? Gì? Chị đã nói gì với Bích? Thì chị mày chỉ nói là mày với nó không hợp, tốt nhất là nên dẹp đi. Thế thôi. What? Cái gì? Làm sao? Chị có bị thần kinh không? Tại sao chị làm như vậy? Đây là chuyện của em mà. Chị đang về phe bố đúng không? Bình tĩnh nghe chị nói đi này. Em phải biết, với hoàn cảnh hiện tại thì chưa nên nghĩ đến chuyện đấy, hiểu chưa? Nếu mày thật sự có tình cảm với nó thì mày phải biết nghĩ cho nó chứ. Là sao? Chị nói rõ ra đi. Để ý nghe chị nói. Thế công việc của nó như thế nào? Còn sắp tới mày ra sao? Thôi, đâu còn có đó. Không nói chuyện này nữa. Chuẩn bị đồ đạc đi. Mai chị đưa mày với mẹ vào camera anh chơi. Em không đi đâu. Tâm trạng đâu mà đi. Em có biết nghĩ cho mẹ không? Vì em mà mẹ mới về đấy. Thời gian tới, chắc gì nhà mình đã có nhiều dịp để đoàn tụ như thế này. Hiểu ý chị không? À, còn nữa, vào trong đấy phải thật vui vẻ. Đừng để mẹ suy nghĩ gì. Lạ lùng thật đấy. Vừa làm người ta bực xong bắt người ta vui. Không nói nhiều, chuẩn bị đồ đạc đi. Cô biết rất rõ và cũng hiểu hết mọi chuyện liên quan đến gia đình nhà tôi. Chính vì thế, tôi không muốn cô có bất cứ quan hệ nào liên quan đến em trai tôi cả. Tôi phản đối việc giao vụ trọng án này cho cậu Cường xử. Thế nhưng bố cậu Cường là bạn thân của ông Toàn, chánh án. Bà Dung, phó chánh án, lại là bồ cũ của ông Minh, cứ bênh cậu Cường chăm chăm. Anh cũng phải thông cảm cho anh ấy. Nhiều khi có những điều
khó nói. Khó nói gì? Có mỗi một thằng thẩm phán quèn mà không trị được, sau này ông Toàn về, làm sao anh có thể ngồi vững trên cái ghế tranh án được? Đây là một vụ án nhỏ, nhưng có ảnh hưởng lớn tới bộ mặt của tỉnh nhà, mà lại để một thằng non kinh nghiệm xử. Tôi không hiểu thế nào. Chỉ là một thằng thư ký quèn mà muốn trèo lên đầu lên cổ người khác. Anh bình tĩnh đi. Em nghĩ chắc do lão Bạch lại xỉa đều anh cái gì đây. Ai mà chẳng biết anh đang khó khăn và nỗ lực như thế nào trong vụ này. Tại sao không bắt ông Toàn, không bắt bà Dung đi? Hay là tưởng tôi là một cái quả hồng mềm, muốn bóp nặn thế nào thì bóp nặn? Nhưng em nghĩ cũng có điều đúng anh ạ. Thằng Cường được nuông chiều quá, càng ngày càng ngạo mạn, không biết ai vào với ai cả. Mà nó nên nhớ, nhiệm kỳ thẩm phán 5 năm cũng sắp hết rồi. Ở trong cơ quan, không phải ai cũng quý mến và sẵn lòng bỏ phiếu tín nhiệm cho nó đâu. Chưa kể, còn ở trên tác động vào. Anh Hùng à, em nghe đây. Tôi mới tìm hiểu, tên Long đại ca hiện đang tá túc và làm việc tại công ty Blue Sky. Có phải công ty truyền thông, chuyên về quảng cáo và tổ chức sự kiện không anh? Đúng rồi, giám đốc công ty đó ngày xưa vốn cũng là tay xã hội đen, nhưng chỉ là dạng đàn em điếu đóm cho Long đại ca thôi, nên ít người biết đến. À, cậu có việc dính với Long đại ca đấy à? Có vài chuyện, em cần xác minh. Cảm ơn anh nhé. Tôi với cậu, mà cậu phải nói những lời khách sáo như thế sao? Thế nha, bye. Vẫn chưa gỡ được hả anh? Không riêng gì công ty anh, mà hầu hết các doanh nghiệp bất động sản trong tỉnh đều sụt giảm mạnh về doanh thu và lợi nhuận. Thậm chí có một số doanh nghiệp thua lỗ và đứng trước nguy cơ phá sản. Có lẽ tôi phải viết đơn cầu cứu lên tỉnh thôi. Dự án khu nghỉ dưỡng biển xanh của tôi đến nay vẫn chưa triển khai được, nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty. Tiền nợ ngân hàng thì chất đống. Có lẽ tôi phá sản mất thôi anh ạ. Tôi không biết phải khuyên anh như thế nào vào lúc này. Có điều dự án đó hiện tại nên thận trọng, vì ông Bạch đã không còn hậu thuẫn cho bên anh nữa rồi. Tôi hiểu. Cảm ơn anh. Có gì tôi sẽ liên lạc gặp trực tiếp anh. Chào anh. Vụ án quan chức đánh bạc ngày càng phức tạp. Hiện không chỉ dư luận xã hội, mà một số lãnh đạo của tỉnh, thành phố cũng đã để mắt tới, với nhiều chiều hướng khác nhau, thậm chí là trái ngược. Nên tôi phải chịu áp lực rất lớn. Có phải ý anh là sẽ lại như phân công ban đầu, tôi sẽ là người trực tiếp tham gia vụ án, hoặc sẽ giao cho thẩm phán khác, sẽ đỡ phức tạp hơn là giao cho Cường đúng không ạ? Kể cả đối với cô thì áp lực cũng không kém, thậm chí còn nặng nề hơn, bởi vì cô là lãnh đạo, lại là phụ nữ. Vậy chúng ta thử tính xem, nếu giao cho cậu Quang thì sao? Quang là một thẩm phán giỏi, quá trình công tác tốt, trình độ vững vàng. Hơn nữa, trong công việc, cậu ta xử lý khá uyển chuyển, mềm mại. Còn với Cường, tôi không phủ nhận Cường là một thẩm phán giỏi, nhưng với tính cách, cộng với những áp lực, đôi khi cậu ta còn cứng nhắc. Chúng ta lại còn phải tính hộ cho thẩm phán Cường, đó là cậu ta sắp đến hạn nhiệm kỳ 5 năm. Ý của anh là gì vậy? Tôi sợ thẩm phán Cường xử vụ này sẽ động chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm của địa phương. Ngộ nhỡ ban thường vụ thành ủy có đồng chí nào đó không hài lòng với cách xử lý của chúng ta, thì việc tái bổ nhiệm lại thẩm phán Cường sẽ gặp khá nhiều rắc rối. Hơn nữa, Cường là cán bộ nguồn, chúng ta phải tỉnh táo để bảo vệ cậu ấy.
Tôi nghĩ nên trao đổi trực tiếp và hỏi ý kiến cậu ấy là tốt nhất. Chị Dung ạ, nếu như chúng ta hỏi ý kiến của Cường thì có lẽ không cần phải ngồi đây với nhau làm gì, bởi vì ai cũng biết câu trả lời của Cường. Tôi vẫn bảo lưu ý kiến ban đầu là để Cường tiếp tục theo vụ đánh bạc này. Lửa thử vàng, tôi tin Cường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành lên rất nhiều. Nhưng với điều kiện, chúng ta phải hoàn toàn ủng hộ. Được, tôi cũng nhất trí. Ý kiến định nghĩa thế nào? Hai người đã quyết như vậy rồi, tôi cũng nhất trí thôi. Dạ em chào chị ạ, chứ em hỏi phải gia đình chị Trang ạ. Đúng rồi, là chị đây. Xin mời chị ra xe ạ. Đi thôi mẹ. Ôi. Công nhận là đẹp hạn hán lời luôn này. Ở đây ở cả tháng được mày nhờ. Thế mình ở khu nào đấy? Dạ gia đình mình sẽ ở khu villa sát biển hướng này ạ. Đi thôi. Đi thôi mọi người. Dạ khu villa mình sẽ ở hướng này ạ. Ờ. Tất cả các phòng ở đây đều là view biển. Đặc biệt khu villa sẽ là sát biển. Buổi sáng anh có thể đi bộ ra biển được ạ. Thế à? Dạ. Em, anh bảo này, ở view này đang đẹp, chụp hộ mẹ con anh một tấm hình đi. Dạ, để em giúp anh ạ. Đấy, camera mở sẵn rồi đấy. Mình đứng hướng này ạ. À. Em chụp nhá. 1, 2, 3. Một tấm nữa ạ. 1, 2, 3. Em gửi ạ. Ok, anh cảm ơn. Dạ, xem nào. Này. Đẹp nhờ. Đẹp luôn mẹ ạ. Cái hồ bơi đẹp đấy. Ừ, tắt tắt. Rồi, đi tiếp đi. Dạ. Không khí đây dễ chịu mày nhỉ? Kiến trúc ở đây đẹp không? Lạ ha? Không khí nó mát nhỉ? Ừ. Trời trong dã man, thì nhà mình selfie đi. Ok. 2, 3 này. Đẹp rồi đấy. 2, nữa đi. 3, đẹp đứng đấy. Không ngã đấy. Không ngã đâu. Ôi đứng rồi. Tới này. Mẹ ơi tới. Đây này. Trùng hợp quá. Tớ đang định gọi cho cậu đây. Cậu có những ứng chèo thuyền kayak không? Nếu có thì xuống ngay dưới bãi gần nhà cậu. Tớ đợi. Thôi, cảm ơn Tấn nhá. Trang gọi cho Tấn là vì có chuyện này muốn hỏi. Hơi tế nhị một chút. Trang cứ nói đi. Trang muốn biết chính xác mối quan hệ của Tấn với bố Trang là như nào. Và tại sao Tấn lại tài trợ cho gia đình Trang chuyến đi này thế? Nếu như tớ nói, tất cả là muốn cho Trang vui. Chắc Trang không tin đâu nhỉ. Vậy thế này đi, tối nay 7 giờ tớ mời cậu qua chỗ tớ nói chuyện. Chủ đề chính là công việc liên quan đến khu nghỉ dưỡng biển xanh. Ừ, vậy được. Tối nay 7 giờ Trang sẽ tới. Tớ sẽ cho người qua đón cậu. Ừ, cảm ơn Tấn nhé. Thế nhá.
Bye bye. Cứ như ma đấy. Người ta ra đây người ta ăn trái cây, hóng mát. Có người có tật giật mình. Hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Tân Phú mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68, thụ lý sơ thẩm hình sự ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020 đối với các bị cáo Phạm Văn Chấn, Nguyễn Văn Huy, Trần Anh Tùng, Bùi Thanh Bạch về tội tổ chức đánh bạc trái phép. Yêu cầu lực lượng bảo vệ hỗ trợ đưa bị cáo xuống phòng y tế. Đề nghị mọi người giữ trật tự. Hiện tại, người tham gia tố tụng vì lý do sức khỏe không thể tiếp tục tham gia tố tụng. Ai có yêu cầu hoãn phiên tòa hay không? Thưa hội đồng xét xử, căn cứ vào điều 305 Bộ luật tố tụng hình sự, tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định hoãn phiên tòa. Xin mời đại diện viện kiểm sát phát biểu ý kiến về việc bị cáo Phạm Văn Chấn không đảm bảo sức khỏe tham gia phiên tòa. Việc bị cáo Chấn không thể tham gia phiên tòa do trở ngại khách quan, đề nghị hội đồng xét xử căn cứ điều 290, điều 305 của Bộ luật tố tụng hình sự hoãn phiên tòa. Hội đồng xét xử vào phòng nghị án, đề nghị mọi người có mặt tại phiên xử nghỉ tại chỗ, giao cho thư ký phiên tòa và lực lượng cảnh sát giữ trật tự phiên tòa. Chị ơi, xin mời chị đi cho. Căn cứ điều 290, 297 và 299 của Bộ luật tố tụng hình sự, căn cứ biên bản nghị án ngày 5 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng xét xử sơ thẩm xét thấy bị cáo Phạm Văn Chấn do điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục tham gia phiên tòa và luật sư Trần Văn Thành cùng đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Phú đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa là có căn cứ. Quyết định 1. Hoãn phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68, thụ lý sơ thẩm hình sự ngày 5 tháng 3 năm 2020. 2. Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa xét xử vụ án sẽ được thông báo sau. Tình hình sao? Bác sĩ nói Bích bị chấn thương nhẹ, cần nằm viện một thời gian để theo dõi ạ. Như thế này mà nhẹ à? Cô nhìn Bích đi. Tôi nói cho cậu biết nhé, tất cả những người liên quan đến cậu không ai là không bị liên lụy cả. Không gặp vấn đề nọ thì gặp vấn đề kia. Anh Quang, anh đừng nói thế. Bích bị như thế này có phải lỗi của anh Cường đâu ạ. Cô có dám chắc việc Bích bị tai nạn không liên quan đến cậu ta? Thôi được rồi, đây là bệnh viện. Nếu anh muốn góp ý hay tranh luận gì thì về cơ quan. Em đã thông báo cho người nhà của Bích chưa? Thực cuồng quá, em quên mất rồi. Để em gọi điện cho mẹ Bích.
Đây này, cô ấy nằm ở đây, còn hai thằng nó chạy tít ra đằng kia. Chúng chạy nhanh quá, tôi không kịp nhìn thấy biển số. Nhưng mà tôi nghĩ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Sao anh lại nghĩ thế? Hai kia! Cô ơi, sao không cô ơi? Tôi có cảm giác như hai thằng này cố tình chèn ngã cô ấy. Anh có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Anh là công an à? Không, tôi chỉ là đồng nghiệp của cô ấy thôi. Rồi, anh lưu đi. Cảm ơn anh. Nếu tôi cần thêm thông tin gì, mong anh hỗ trợ. Sẵn sàng thôi. Chào anh. Chào anh. Ăn miếng cháo cho khỏe nè con. Dạ, chào cô ạ. Dạ, chào cậu. Bích. Chào anh. Em đỡ chưa? Em cũng đỡ rồi, cảm ơn anh. Dạ, cháu là Quang, là thẩm phán, đồng nghiệp của Bích ạ. Dạ, chào cậu. Anh tặng em, mong em mau khỏe nhé. Cảm ơn anh. Dạ, cháu có chút quà, để Bích tẩm bổ. Cậu chu đáo quá, cảm ơn cậu. Hình như cô là mẹ Bích đúng không ạ? À, là tôi đây. Thảo nào cháu nhận ra ngay. Đúng là Bích được thừa hưởng từ nét đẹp của cô đấy ạ. Mà cô đang cho Bích ăn cái gì đấy ạ? À, tôi mua cháo trong căng tin cho em nó. Bích, em ăn thấy được không? Hay là để anh ra ngoài mua cháo đặc biệt cho em nhé? Thôi được rồi, cảm ơn anh. Mẹ, mẹ đợi cháo đó đi, lát nữa con ăn. Mẹ dẫn anh Quang ra ngoài tiếp chuyện giùm con. Con đau đầu quá. Dạ, Bích nói đúng đấy ạ. Cô ấy cần được nghỉ ngơi. Cô xin lỗi, chắc là em nó còn choáng còn mệt nên tinh khí nó... Cháu thông cảm. Dạ không sao đâu cô ạ. Cô ơi, cháu có một việc này quan trọng, cháu muốn trao đổi với cô. Có chuyện gì, cháu cứ nói đi. Thực ra, vụ tai nạn của Bích là cháu đã linh cảm được và cháu đã cảm nhận và cảnh báo cho Bích trước rồi. Nhưng mà cô ấy không nghe, chính vì thế mới... Ý cháu nói là sự việc vừa rồi... Không phải là tình cờ à? Dạ cháu nghĩ là không đâu ạ. Bởi vì Bích đang tham gia một vụ án hết sức phức tạp cùng với thẩm phán Cường. Mà cháu nói phức tạp ở đây là những người tham gia rất có thể bị gặp nguy hiểm. Cháu nghĩ là Bích cũng đã có cảm nhận đấy và xin rút. Nhưng mà thẩm phán Cường không cho cơ hội. Thế thẩm phán Cường là người như thế nào? Cậu ấy cũng trạc tuổi cháu thôi. Mà hình như là tí nữa cậu sẽ vào đây đấy ạ. Mà cô ơi, đây là chuyện tế nhị, nên cô lựa lời khuyên Bích giúp cháu. Nghề của chúng cháu là như vậy. Có những vụ án thì nên theo, nhưng có những vụ án thì mình cũng phải nên né ra. Cảm ơn cậu, tôi sẽ nhớ. Căn cứ vào điều 305 Bộ luật tố tụng hình sự, tôi đề nghị hội đồng xét xử xem xét quyết định hoãn phiên tòa. Tôi nghĩ đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Dạ. Có phải cậu đang nghi ngờ có âm mưu khiến cho phiên tòa phải hoãn đúng không? Đang có rất nhiều sự trùng hợp. Từ việc Bích bị tai nạn đến chuyện ông Trấn đột nhiên ngã bệnh giữa phiên xử, kể ra hoãn phiên tòa cũng tốt. Em muốn có thêm thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu xem những nghi ngờ của em có đúng hay không. Và nếu đúng, mục đích chính của âm mưu này là gì? Vậy cậu nghĩ có thể là gì? Em nghĩ mục đích cuối cùng là muốn cho vụ án kéo dài, mất thời gian, từ đó dẫn đến những hệ lụy, những dư luận xấu ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân em cũng như cơ quan chúng ta.
Vậy bây giờ cậu định bắt đầu tìm hiểu như thế nào? Em đã có linh cảm. Việc em bị khủng bố cũng như việc Bích bị ngã xe hôm nay liên quan đến kẻ mà chị đã từng nói. Long đại ca. Dạ vâng.